quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh The MC Channel. Ly hôn đã lâu, Song Hye Kyo lại bất ngờ làm điều này với nhân vật từng bị nghi ngoại tình cùng Song Joong Ki. Có vẻ như Song Hye Kyo đang tận hưởng cuộc sống độc thân rất thoải mái bên bạn bè, trong đó có cả người bạn thân từng bị nghi là tiểu tam khiến cô và Song Joong Ki chia tay. Trong số một hình ảnh được người bạn nữ diễn viên chia sẻ lên mạng xã hội, Song Hye Kyo ăn mặc thoải mái, không trang điểm và có vẻ rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống độc thân. Đáng chú ý, trong loạt ảnh này, Song Hye Kyo ngồi cạnh bạn thân kiêm stylist, người này từng bị nghi là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ vợ chồng của Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Ngay tại thời điểm tin đồn nổ ra, Song Hye Kyo cũng đã nhiều lần minh oan cho bạn mình bằng cách đăng tải ảnh thường xuyên xuất hiện thân thiết bên stylist này. Dù xuất hiện những lời đàm tiếu không hay nhưng đến nay đôi bạn vẫn gắn bó bên nhau. Cách đây không lâu, stylist này còn chúc mừng sinh nhật Song Hye Kyo trên trang cá nhân của mình bằng loạt ảnh vô cùng xinh đẹp của nữ diễn viên Song Hye Kyo.